Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Giao Du Gaming ngày hôm nay. Ôi rồi ôi, trở lại với anh em đây. Bum, từ i7 bây giờ mình chỉ còn là i5 thôi mọi người ơi. RAM vẫn là 8GB. Và mình xài lại Win 10 nha các bạn. Sắp tới mình sẽ nâng lại lên Win 11, tại mình thích xài Win 11 hơn. Mang đến cho các bạn đây, một con card đồ họa. Ây da, RX560 nha các bạn. Ok, thì không liên thao liên thuyên, bây giờ chúng ta nên tải cái gì đầu tiên nhỉ? Tải cái gì đầu tiên nhỉ? Đó chính là vào được Start đúng không nào? Ok, quay trở lại chơi Free Fire trên PC đúng không nào? Full HD 1080 nha mọi người. Tí mình cũng sẽ thử edit 1080 xem coi da nó có nét, nó có căng đét không mọi người. Mọi người chỉnh đồ họa lên cao cao coi giờ nó nét hoặc căng đét không. FPS là 69 nha các bạn. Đấy, nó đang hơi cùi chút xíu. Chỉnh chân Auraphone đưa trở lại cho mình nha. FPS có tăng rồi nè, FPS lên 80 ấy. Tí nữa mình sẽ sử dụng những cái đó sau. Tại FPS nó chỉ được như thế này thôi, nhưng mà nó sẽ cao hơn thôi. Thật là quay Full HD nhưng mà không có hiện tượng giật nha mọi người. Mà cả chết là sướng, cả mặt chết là sướng rồi. Mình sẽ vô bắn xem coi nó dớt FPS bao nhiêu. Ừ. Ồ, có hiện tượng khá là dớt, khá ghê này. Chịch lắm lắm á, chắc là chưa quen hoặc là do mình để cái phim nó hơi cao quá. Nhưng mà mình khá là mượt. Ok, test bài khá phát thế cũng ok lắm mọi người ạ. Mình đang chỉnh nhanh một cái phím để chơi nha mọi người, chứ không phải phím của mình đâu. Cái này là phím mình chơi nhanh thôi, nhưng mà mọi người công nhận đồ họa nó nét không? Đã lần nhầm công nhận chất lượng nó nét không? Tại vì mình đang quay Full HD mà. Keo số 6 không quen nút, nói chung là chưa chỉnh nút đâu. Ngày hôm nay mới test cho anh em cái này thôi. À, đưa đạn là vào đầu mọi người, nãy giờ đưa đạn là vào đầu. Ui rồi. FPS nó chưa được ổn định cho lắm, để tí mình test lại sau. Mà nói chung là mượt mượt, sẽ mượt để chơi game. Ok, rồi clip mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn xem clip, nhớ like, subscribe cho mình nhé.